Đây là ná SK1 Mini được sầu Cavlog thiết kế, thân ná được làm từ chất liệu inox 304 không gỉ siêu bền, được cắt theo phương pháp CNC hiện đại nhất ở Việt Nam và được mài gia công tỉ mỉ. Bê bắn giết trời ơi trời, bê nó bắn vậy anh em ơi. Nghe đầu không? Chết rồi, chết tôi rồi. Nghe đầu anh em ơi. Bữa nay Sầu Ca đi với con bê đi gửi mấy cục hàng. Rồi Sầu Ca test cây ná mới luôn này anh em. Ná mới. Ná bản sửa lỗi của SK2 anh em. Thì mới đi được khúc vô đây thì thấy con bẹp bẹp nhảy đây. Trong họng hình như là nó ngậm con gì vậy bê? Gít hay gì vậy? Rồi bê thấy đẩy cái lụm luôn anh em. Hình như con này bự à. Mà cái xứ này bị bẹp nhiều lắm. Con này cũng trống. Man. Trời ơi. Nó chà bá nè anh em ơi, ngay chân thủy. Rồi lụm. Con đầu tiên của anh em mình, tiếp tục để hồi kiếm cu thêm. Nghe cùng lụm nào. Nhảy chứ không phải gớt hả? Đó. Hay đâu? Rồi nó lủi chắc khỏi ăn luôn quá. Con kia nó chết á, tiếng chết mà. Cũng nặng lắm rồi, ba hết nổi rồi, xa cánh luôn mà. Ừ, coi chỗ nào? Cục lá này. Cục lá này trên mặt mình luôn hả? Ừ. Bắn ở trên đọt xe gớt nè. Thì cục lá chứ không phải cục Đâu rồi? Bê đẩy con gớt này nữa rồi. Nghe đâu? Nghe vô luôn phải không? Ừ. 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 Chúng nặng mà. Đâu rồi? Gớt chỗ nào rồi kiếm chỗ đó trước đi. Coi máu rồi theo. Má chết rồi. Anh em vô cục lùm này để Sầu Ca kiếm cho anh em coi quay hồi hết pin. Chết nó vậy. Còn thả. Thẳng xuống nghe. Anh em mình tìm rất là lâu anh em. Ôi, em nè, trời ơi. Em chết luôn rồi. Được bụi chán luôn. Em chết. Em luôn em ơi. Bành cho ná luôn. Súng 18 mà nó còn không chết xấu mà nó chết. Chết nguội. Thấy không? Anh nói với em rồi là tôi qua đây nè. Trời ơi. Không ngủ công kiếm. Cầm thử ơi. Trời ơi, ức bự. Ăn viên bi con bê qua rồi anh em mình kiếm hết cục đá này luôn, qua tới đây luôn. Rồi được hai con. Xanh ưng lè luôn. Nghiệp bê nó chui vô bầm bụi không? Rồi tiếp tục đem ơi. Đi giao mấy cục hàng này anh em, rồi làm được hai con này nè, thấy không? Hướng. Em bắn tôi hú bài. Bỏ em. Bà tôi hú bài. Hướng anh em à, tưởng nó bị bẹp không à, nó sạc. Mẹ thấy một cục nhỏ nhỏ nên nó sốc. Ừ. Rồi bay rồi. Bay rồi. Bụi lá thần kỳ của mình. Bụi lá này đó bị bẹp nhóc luôn nè. Thì đi hết gặp xử nó thôi. Nó sạc là lụm. Ở đây cái đường này là đường số 7, quá trời bẹp luôn. Xuống nước đó. Lũi rồi kìa. Xuống nước kìa. Té kìa. Mấy bờ. Má chạy vô được không? Nó chạy vậy, bắt được. Nó nằm cỏ. Té rồi, giải cánh. Anh tìm nhanh lên. Này, bị con té con nữa nè em. Ừ, con máy con giống gì đó. Em nhìn là cái lăn nước lên em mò thôi đó. Cầm nán tay liền. Sầu Ca đi chừng xe anh em ơi. Ôi, đằng trước hai bạn cu kìa. Nó lên ngay chỗ gốc ổi này đó. Coi chỗ gốc ổi này. Nó bị... Gì? Dí nó liền. Chết điện về rồi. Rồi xong rồi. Sầu Ca phải đợi mày. Gì? Con gì? Mày biết đâu anh thấy gì đâu, anh thấy sạc đó. Nó đi bìm bịp không? Được không?
Rồi rồi ra kìa em ơi. Bê hay thiệt. Nó đậu vô trong cộng dây trì nè, bê nó đẩy cái gãy cánh. Leo vô sô ca chừng xe. Rồi được em nữa nè. Con máy. Ôi là trời, bị bịp trời Vinh ông nội ơi. Hôm nay theo quay phim trong bê không rồi. Nó đậu đây nè anh em. Thằng bê. Bê đẩy cái gãy cánh liền. Ôi. Quá đã anh em ơi. Hôm nay ăn mày bịp luôn rồi. Trời trời, bị bịp con nửa ký ông nội ơi. Ba em. Trời ơi. Con này nó già hơn hai con kia luôn bê. Rồi có cái dắt không? Đi tiếp, đi tiếp anh em ơi, được ba con. Đi dắt. Bắn thì không bắn, còn lại máy quay. Làm YouTube hả ba? Đây anh vô anh xử nó đứt dây này. Nè sầu ca thấy con cu nè anh em. Mình cái cả nhóm ghét dữ trời. Đúng rồi, chở đi bay. Trời ơi trời sớt đầu luôn. Cái này sầu ca chưa thừng nữa nổi. Tàu hay nhánh tre? Vừa nào? Ủa đâu rồi? Đâu vậy? Nhanh vậy? Rồi sô ca về nè em ơi. Đang đi bắn mà bên giao hàng sô ca đặt tủ dưới giường á, nó điện về phải chạy về. Chở con bê đi thì con bê bắn không à. Bê này bắn tịch quá, nó bắn được 3 con bìm bịp nè, cho anh em coi nè. Này tính đi test cây ná mới mà đi đựng khúc người ta điện về nè em ơi. Ba em. Trời ơi. Ba con này thì em tưởng tượng đi. Kỹ chắc này. Ở đây chỉ có bìm bịp thôi anh em. Thì bên sầu ca cũng có bán thun nha anh em. Thun bi và ná nha. Còn anh em mà muốn mua ná thì liên hệ số điện thoại mình để trên màn hình nha. Xin liên hệ Zalo nha anh em. Thì cái này mình sẽ đi test nhiều cho anh em xem. Hiện tại thì mình được có ba con này thôi. Đang đi người ta kêu về giao hàng mà. Rồi, chào tạm biệt anh em nha.